cái việc cạnh tranh nó hiện hữu trong cuộc sống rồi, nó là điều bình thường thôi. Chúng ta đừng nghĩ về việc cạnh tranh, chúng ta hãy nghĩ làm sao để mà chúng ta là một cái chấm đỏ trong vô vàn cái chấm xanh ấy các bạn. Chứ còn cứ thấy cạnh tranh rồi thì nó thật cái gì mà chẳng cạnh tranh các bạn. Có một bài đăng ở trên nhóm như này, có một bạn là sau khi ra trường bạn ấy đi tìm việc frontend thì kỹ năng cá nhân bạn ấy rất là tự tin rồi. Tuy nhiên là khi đi tìm việc thì bạn ấy thấy rất là khó. Hiện tại bạn ấy đang nhận định là do nhiều người chuyển sang mảng IT phần mềm cứ mặc định là học frontend, thành ra là nó cạnh tranh hơn ý, vì nhiều người đều có kỹ năng giống như nhau ấy. Về mặt trình độ thì vẫn có thể là khác nhau hoàn toàn, nhưng bạn ấy đang nghĩ là do nhà tuyển dụng là tìm ứng viên dựa trên từ khóa, thế nên là chưa đánh giá đúng được cái trình độ cũng như là cái năng lực khác nhau giữa các ứng viên ấy. Và một phần nữa là do thành phố Hồ Chí Minh là toàn tuyển những người có kinh nghiệm rồi thôi. Hiện tại thì bạn ấy đang học thêm Java để tạo ra sự khác biệt cho bản thân. Nhưng cái việc này nó sẽ mất nhiều thời gian, thế nên là trước mắt ấy là bạn ấy vẫn kỳ vọng là có được công việc để trang trải cuộc sống đã. Nhưng tìm việc đang khó, thế nên là đang rất là áp lực. Cuối cùng thì bạn ấy gửi lời động viên là tất cả anh em, nếu mà có gặp cái tình trạng giống như vậy thì đừng nản chí, hãy cố gắng hơn, hãy nỗ lực hơn để sớm gặt hái thành quả. Đấy. Thì đầu tiên là cũng thay mặt tất cả anh em thì anh cũng gửi lời cảm ơn tới bạn này, cũng như là cảm ơn tới vì cái lời động viên của bạn. Đấy. Nhưng các bạn có thấy không? Không biết các bạn để ý không nhé, nhưng gần đây là anh thấy là nhiều người đi phỏng vấn frontend về đều bảo là rất là khó, hay là khó tìm việc ấy. Cộng với cái việc là người ta bảo là bây giờ ChatGPT là làm cho các doanh nghiệp IT phần mềm sa thải rất là nhiều nhân sự. Đấy, hay là nghề này bão hòa rồi, bây giờ 1 mét vuông là có 10 ông frontend. Thì mình nghĩ là anh nghĩ là sẽ làm cho mọi người hoang mang một phần nào đó, bởi vì là mọi người mới bắt đầu vào học vào ngành thôi mà cảm giác như là sắp thất nghiệp đến nơi rồi. Thế nên là anh cũng kéo mọi người vào để chia sẻ cho mọi người nắm được cái góc nhìn của anh. Đấy, thì cá nhân anh thì có trên 8 năm làm việc ở trong cái ngành này rồi, thế nên là rất muốn chia sẻ cho mọi người hiểu được cái thị trường nhân lực IT hiện tại, cũng như là lý do tại sao phỏng vấn nó lại khó, để cho mọi người biết cách khắc phục. Thì có thể anh chia sẻ sẽ hơi dài đấy, các bạn lắng nghe nhé. Đầu tiên ý, thì cái lý do tìm việc khó thật sự ý, thì ở đây nhìn vào anh chưa rõ được là khó ở đây là bạn không tìm được việc, hay là bạn ấy giải CV rất là nhiều rồi nhưng không ai gọi, hay là đi phỏng vấn nhiều rồi nhưng lại chưa pass công ty nào. Đấy, thì anh trả lời từng ý một. Nếu mà không tìm ra việc ý, thì trước khi đi xin việc ý, thì phải chuẩn bị cho bản thân cái quan trọng nhất, đó là cái năng lực. Năng lực đáp ứng công việc. Đấy. Nếu mà định đi làm intern thì năng lực phải đáp ứng được intern, phải biết là làm intern cần có những cái gì. Với những cái vai trò cao hơn thì cũng tương tự, chúng ta phải biết rằng là để làm được cái đó chúng ta phải có những cái kỹ năng gì. Sau đó là chúng ta tìm việc thì tham gia những cái group liên quan tới ngành nghề đó. Ví dụ như các bạn tìm những cái từ khóa là học lập trình web, hay là tuyển dụng ngành web, tuyển dụng frontend, tuyển dụng backend, tham gia vào rồi apply theo những tin tuyển dụng nó phù hợp. Hai nữa là tham gia những cái trang web ở trên mạng ấy, như là Top Dev, như là IT Việc, như là Vietnam Work, rất là nhiều trang tương tự. Bấm vào cái danh mục IT phần mềm của nó rồi xem là những cái công việc phù hợp thì các bạn apply vào. Đấy, việc IT thì bây giờ rất là nhiều các bạn nhá. Cứ 100 cái tin tuyển dụng thì phải có đến khoảng 30 đến 40 tin là tuyển về frontend. Thế nên là nó cũng chả ít đâu. Quan trọng là chúng ta có đáp ứng được cái yêu cầu của doanh nghiệp hay không thôi. Còn trong tình huống mà chúng ta có giải CV rất là nhiều nhưng tuy nhiên lại không thấy người ta gọi, thì phải xác định luôn là vấn đề là do cái cách viết CV của chúng ta. Lúc đấy là nhà tuyển dụng ấy nhìn ai cũng như ai thôi, chưa gặp ai hết, chỉ có mỗi cái CV để cân đo đong đếm xem là cái CV nào là tiềm năng hơn thôi, phù hợp hơn thôi. Thế nên là ở đây các bạn chỉ cần biết cách làm sao viết cái CV nó sáng giá trong mắt nhà tuyển dụng. Đấy, nó phù hợp với công việc của họ là họ sẽ gọi cho các bạn để mời bạn đến phỏng vấn thôi. Thì những cái sai lầm khi viết CV là gì? Đó là các bạn không học cách viết CV. Đấy, thường thường một số trường đại học cao đẳng nó sẽ đào tạo cái cách viết. Đấy, thì các bạn chú ý vào trong những cái buổi học đấy. Nếu mà không học qua trường, qua lớp thì các bạn tìm trên mạng. Rất là nhiều người có những cái bài viết hay, có những cái video hay hướng dẫn về cái cách mà chúng ta viết CV làm sao mà cho nó hấp dẫn trong mắt nhà tuyển dụng. Một số bạn viết CV theo bản năng ấy, không học hành, không tham khảo gì cả,
thì giả sử bản năng của bạn ấy tốt thì bạn ấy sẽ tạo ra được cái CV tốt. Nhưng nếu mà bản năng mà chưa tốt ấy, mà phần lớn thì mình thấy là bản năng, anh thấy là bản năng của các bạn là viết CV nó chưa được tốt đâu. Thế nên là các bạn hay bị đưa những thông tin vào, các bạn nghĩ rằng là thế là đẹp, thế là hay. Nhưng thực sự đối với nhà tuyển dụng ấy, người ta không thấy đẹp, không thấy hay, người ta vẫn có thể loại bỏ cái CV của các bạn ra. Đấy, thế nên là chúng ta phải biết là cái mấu chốt là nhà tuyển dụng người ta cần cái gì trên CV. Thì các bạn phải hiểu được cái quy trình tuyển dụng ở trong một cái doanh nghiệp. Nó có nhiều phòng ban. Đấy, nó sẽ rắc rối hơn một chút nếu mà trong thực tế, nhưng anh sẽ rút gọn là giả sử có hai phòng ban đi. Một là phòng ban kỹ thuật, đấy, chứa những người làm dev đi. Đấy, sẽ có một ông trưởng bộ phận đi. Và một phòng ban làm tuyển dụng. Thì khi cái nhu cầu phát sinh về nhân sự ấy, thì nó sẽ đến từ cái phòng ban về kỹ thuật kia. Thì cái trưởng bộ phận đấy có thể là đẩy một cái yêu cầu sang bên phòng tuyển dụng là anh cần một cái người như thế này. Và bên phòng kỹ thuật sẽ mô tả cái người đó theo những cái gạch đầu dòng mang tính kỹ thuật, ví dụ như là phải biết những cái công nghệ gì, đấy, biết những cái ngôn ngữ gì, kinh nghiệm tối thiểu là bao nhiêu năm, đấy, một số cái công việc người ta có thể yêu cầu về độ tuổi nữa, đấy, hay là giới tính nữa chẳng hạn, đó, nó sẽ kiểu rất là ngắn gọn như vậy thôi. Thì khi sang phòng tuyển dụng ấy, thì lúc đấy là người ta sẽ gọi là wording lại, thêm mắm, thêm muối, thêm câu, thêm từ, thêm hình ảnh các thứ vào, như kiểu là các chị em hay đăng ảnh tuyển dụng rất là xinh đấy. Đó là để làm cái bài tuyển dụng nó trở nên hấp dẫn hơn. Đấy, thì bây giờ khi các bạn thấy cái bài tuyển dụng đó, các bạn nộp CV vào đúng không? Thì cái người nhận CV của các bạn lại là cái phòng tuyển dụng, chứ không phải là cái người ở bên cái bộ phận kỹ thuật. Thế nên là cái người ở tuyển dụng ấy, người ta sẽ không hiểu về chuyên môn, mà người ta chỉ nhìn vào xem là cái CV đó nó có những cái tiêu chí nó khớp với cái yêu cầu của bên phòng kỹ thuật đưa sang hay không. Đấy, ví dụ như là độ tuổi, ví dụ như là giới tính, ví dụ như là cái ngôn ngữ nọ, ngôn ngữ kia, số năm kinh nghiệm như thế nào. Thì bây giờ các bạn lại hay có cái kiểu viết CV theo bản năng này, rồi các bạn lại viết sau đó là các bạn đi giải hết mọi nơi, đúng như kiểu copy paste luôn ấy. Thì đương nhiên là các bạn sẽ giảm cái cơ hội người ta gọi. Mà bây giờ các bạn sẽ làm sao? Nếu mà chúng ta chưa có nhiều kinh nghiệm ấy, thì mà chúng ta lại muốn người ta tăng cái tỷ lệ người ta gọi cho mình đi phỏng vấn ấy, thì mỗi khi đọc một cái JD ấy, thì các bạn xem đầu tiên là cái yêu cầu về mặt kỹ thuật của cái JD đó các bạn có đủ năng lực để apply vào hay không. Nếu mà đủ ấy, thì bắt đầu là các bạn xem là trong những cái yêu cầu đấy ấy, người ta có những cái từ khóa chính gì, ngôn ngữ gì, công nghệ gì, số năm kinh nghiệm bao nhiêu các thứ. Thì bắt đầu các bạn update lại cái CV của các bạn, làm nổi bật những cái tiêu chí đó lên, làm sao mà đưa hẳn nó thành một cái phần gọi là overview ở trong cái CV của các bạn, để mà nó đập vào mắt nhà tuyển dụng thấy ngay ấy. Thì lúc đấy là cái người bên bộ phận tuyển dụng ấy, người ta scan cái CV của bạn, người ta nhìn một cái, người ta thấy à đây những cái keyword chính đây rất là khớp với cái JD, họ nhặt sang và đẩy sang cho bộ phận kỹ thuật. Lúc đấy là người ta sẽ đánh giá xem những cái yếu tố khác, ví dụ như là trên CV của các bạn có cái dự án nào hay không, có GitHub thể hiện được cái code bạn đẩy lên trên đó hay không, cái dự án bạn deploy như thế nào. Đấy, thì lúc đấy là bắt đầu người ta sẽ cân đo đong đếm và nhặt một cái tiềm năng, vài cái tiềm năng người ta gọi phỏng vấn. Đấy, thế nên là một chốt ở đây, đọc kỹ cái JD và sửa lại CV làm sao cho nó thật phù hợp với cái JD đó các bạn nhé. Còn trong tình huống các bạn đi phỏng vấn nhiều rồi nhưng các bạn lại không pass, thì các bạn xem là phỏng vấn nhiều là bao nhiêu lần. Theo mình, nếu mà các bạn chưa đi làm bao giờ, cũng chưa đi phỏng vấn bao giờ, mà các bạn tạch lên tạch xuống khoảng 4-5 lần, nó cũng chưa phải là nhiều, nó là điều hết sức bình thường. Bởi vì trước đó là các bạn có kinh nghiệm phỏng vấn đâu, các bạn đi phỏng vấn thì tạch là bình thường mà. Nhưng quan trọng ở đây là sau những cái lần các bạn tạch ấy, các bạn ngồi đúc rút lại xem là tại sao các bạn tạch, suy nghĩ kỹ xem do cái cách chúng ta thể hiện qua buổi phỏng vấn, cái cách chúng ta trả lời câu hỏi, cái kiến thức của chúng ta có tốt chưa, cái kỹ năng mềm, cái kỹ năng giao tiếp chúng ta thể hiện thế nào, cái ý thức thái độ của chúng ta ra làm sao, cái offer, cái yêu cầu về quyền lợi của chúng ta thế nào, xem lại tất cả vấn đề do đâu chúng ta tạch. Thì sau đó là các bạn khắc phục và tiếp tục làm như vậy thêm một vài lần nữa, thì chúng ta mà khắc phục được ấy thì chúng ta sẽ có việc. Còn sau cả chục lần mà chúng ta vẫn không khắc phục được, vẫn không có doanh nghiệp nào mời chúng ta đi làm ấy, thì lúc đấy phải xem xét lại. Lúc đấy khả năng cao là cái vấn đề của chúng ta đó là chúng ta không nhìn nhận nổi vấn đề. Ví dụ như là vấn đề của chúng ta là năng lực, là chưa đáp ứng doanh nghiệp, nhưng chúng ta lại cứ rất là tự tin một cách thái quá, chúng ta nghĩ rằng là thế là đáp ứng rồi, chúng ta không khắc phục nữa thì chúng ta sẽ rất là khó, đúng không? Và tương tự như vậy với những cái vấn đề khác, như là về mặt ý thức thái độ, về mặt con người, về mặt giao tiếp, hay là về mặt đòi hỏi quyền lợi.
Các bạn năng lực là cũng ok đấy, nhưng chỉ bắt đầu với công việc mức lương là 6 triệu hoặc là 8 triệu thôi, nhưng bạn lại offer là 15 triệu bởi vì các bạn thấy là thằng bạn mình nó cũng thế. Nhưng nhỡ đâu thằng bạn mình nó giỏi hơn mình rất là nhiều thì sao, đúng không? Thế nên là chúng ta phải xem xét lại. Thì trong cái trường hợp mà chúng ta phỏng vấn đến chục lần rồi mà chúng ta vẫn chưa pass ý, thì thông thường là chúng ta sẽ không nhìn được vấn đề của bản thân đâu. Bởi vì nếu mà các bạn đã nhìn được vấn đề của bản thân thì sau 3 lần là các bạn nhìn được rồi, chả cần phải chờ đến chục lần đâu. Nên là các bạn hình dung cái câu chuyện ở đây nó giống như kiểu là chúng ta không nhìn được đằng sau lưng mình ý. Đấy, thì bây giờ nhờ người khác nhìn xem là anh chị nào đi trước, người ta có kinh nghiệm rồi thì trò chuyện với người ta, chia sẻ với người ta câu chuyện của mình 15 phút, 20 phút thôi, người ta nghe xong người ta sẽ bảo là kiểu ok, anh hiểu vấn đề của chú ở đâu rồi, kìa chú làm thế này cho anh nhé. Thì lúc đấy các bạn thử lắng nghe, thử thay đổi đi, thì may ra là các bạn sẽ khắc phục được và bắt đầu các bạn có công việc các bạn nhá. Rồi, thì đó là cái chia sẻ của mình về cái khó khăn tìm việc. Còn bây giờ cái lý do mà các bạn hay nghĩ về cái việc là bây giờ cạnh tranh cao, sau đấy là gây khó, đúng không? Cái đấy là điều đương nhiên rồi. Các bạn tưởng tượng là chúng ta sinh ra nó đã là cạnh tranh rồi, chúng ta đi thi đại học nó đã là chọi rồi. Thế nên là cái việc cạnh tranh nó hiện hữu trong cuộc sống rồi, nó là điều bình thường thôi. Chúng ta đừng nghĩ về việc cạnh tranh, chúng ta hãy nghĩ làm sao để mà chúng ta là một cái chấm đỏ trong vô vàn cái chấm xanh ấy các bạn. Chứ còn cứ thấy cạnh tranh rồi thì nó thật cái gì mà chả cạnh tranh các bạn. Đấy, nên là bây giờ ấy thì mình sẽ xem ở đây có cái gì để nói thêm không nhá. Tìm việc FE khó thật sự mọi người ạ. Ok. Chuyển nhiều người chuyển sang ngành IT thì auto làm FE. À, ý bạn đây là nhiều người cùng học FE thì sẽ làm cho cái việc là cạnh tranh này, rồi nhà tuyển dụng scan qua keyword nên là chưa đánh giá đúng được ứng viên, đúng không? Thì cái này là cũng đúng, mình cũng vừa chia sẻ rồi. Nhưng các bạn nhìn nhận thêm một cái góc nhìn này nữa nhé. Các bạn tìm với cái từ khóa là báo cáo thị trường IT Top Dev 2022. Cái báo cáo này nó khá là dài, các bạn có thể bấm vào để nhận cái file về mà đọc. Còn mình tìm một cái ảnh nào đấy xem là có ai chụp lên không. Đây 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 đây. Rồi, đúng chính xác luôn. Đây. Các bạn nhìn nhá. Đây là báo cáo 2022. Đấy, sinh viên công nghệ thông tin tốt nghiệp hàng năm là 57.000. Mình nhớ là mấy năm gần đây đều khoảng trên 50.000 không? Đấy. Tốt nghiệp thì nhiều đúng không? Nhưng nhìn này, có 35% là đáp ứng được yêu cầu doanh nghiệp thôi. Đấy, mình cũng không biết là phần lớn chúng ta học hành như thế nào. Đấy, nhưng thực tế thì chỉ có 35% là đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp thôi. Thế nên là chúng ta mà có đi phỏng vấn, chúng ta khó xin việc ấy, thì khả năng là chúng ta nằm ở trong 65% thôi, nằm trong số đông. Thế nên là nó là điều hết sức bình thường, đúng không? Thì bây giờ cố gắng làm sao mà đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp đi. Đấy, thì đúng như cái cách mình chia sẻ từ đầu ấy, là làm sao mà đáp ứng được cái mô tả công việc ở trong cái JD ấy. Đấy, thì năng lực phù hợp là chúng ta sẽ được nhận thôi. Thì các bạn cứ bảo là bây giờ phỏng vấn frontend khó, nhưng nói thật với các bạn, theo các bạn thì bao giờ là dễ? Có bao giờ là dễ đâu, lúc nào nó cũng khó thôi. Quan trọng là chúng ta phù hợp được công việc hay không các bạn nhá. Đấy, và các bạn nhìn này, 2018 đến 2022 nó tăng trưởng này. Đấy, nó có xu hướng là tăng lên hơn đấy. 2023, 2024 thì khả năng là cái dữ liệu có sẵn ấy giúp họ dự đoán được. Nhưng mình nghĩ là nó cũng đúng ấy, nó chả sai đâu. Bởi vì các bạn nhìn mà xem, cái ngành IT phần mềm ấy, trong những cái lúc mà xã hội cách ly ấy, thì bao nhiêu cái ngành mà phải ra đường làm thì thất nghiệp hết. Nhưng cái ngành IT phần mềm ấy, nó có thể ngồi ở nhà, có cái máy tính, kết nối internet là người ta đã làm kiếm tiền được rồi. Mà thậm chí trong những cái lúc cách ly xã hội thì nhiều người ta xài những cái sản phẩm về công nghệ thông tin hơn. Thế nên là những cái đầu việc về phần mềm ấy nó lại càng tăng lên. Đấy, thế nên là cái xu hướng tuyển dụng nó cũng tăng lên theo, cao dần lên. Thì bây giờ nhiều người học frontend hay là nhiều người học backend ấy, thì nó cũng không phải là vấn đề nữa, đúng không? Đấy. Thế nên là chúng ta cứ yên tâm mà học. Và theo mình nghĩ là cái xu hướng phát triển của cái thời đại này ấy, nó vẫn là công nghệ. Càng ngày nó càng nhiều công nghệ, đòi hỏi nhiều nhân sự về cái lĩnh vực này. Nên là chúng ta cứ yên tâm mà học. Quan trọng là chúng ta học xong chúng ta làm được cái gì. Các bạn cứ học xong cầm cái bằng hay là bảo là học xong cái khóa học, nhưng thực sự cái năng lực của chúng ta mà không có làm ra được cái sản phẩm thực tế, không có đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp thì nó cũng không có ý nghĩa gì cả.
các bạn nhé. Thế nên là tập trung cao độ vào học để làm ra được những cái sản phẩm, giải được những cái bài toán trong thực tế, rồi lúc đó là chúng ta yên tâm là không có chuyện là thất nghiệp đâu các bạn nhé. Rồi nhá, cái cách nhà tuyển dụng tìm ứng viên qua keyword này thì mình cũng chia sẻ lúc đầu rồi này. Một phần nữa là thành phố Hồ Chí Minh toàn tuyển những người có kinh nghiệm. À đây rồi. Cũng không phải thành phố Hồ Chí Minh đâu. Hà Nội cũng vậy, Đà Nẵng cũng vậy. Ở Việt Nam ấy thì ba cái tỉnh thành phố lớn nhất, sôi động nhất trong cái thị trường IT thì là Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. Đấy. Và Hồ Chí Minh là sôi động nhất, sau đó đến Hà Nội, sau đấy là mới đến Đà Nẵng các bạn nhé. Thì các bạn biết tại sao lại toàn tuyển những người có kinh nghiệm không? Bởi vì đương nhiên là khi tuyển dụng với một cái vai trò vị trí nào đó mà cái công việc người ta đã rõ ràng rồi thì người ta sẽ muốn có một người nào đó có đủ kinh nghiệm vào để giải quyết luôn cái việc đó. Đấy, đỡ mất chi phí, đỡ mất thời gian đào tạo, đúng không? Mà cái này này nó sẽ liên quan trực tiếp đến cái việc là tại sao bây giờ tìm việc frontend khó thật sự ấy các bạn. Đấy, bởi vì là cái cuối năm ngoái ấy, thì sau nhiều năm Covid thì nó dẫn tới cái việc là nhiều vấn đề, nó dẫn tới cái việc là suy thoái kinh tế và các doanh nghiệp ấy người ta cắt giảm nhân sự rất là nhiều. Thì khi cắt giảm nhân sự ấy, thì người ta cắt giảm những cái người mà đã có kinh nghiệm ở công ty rồi. Tự nhiên là cái nguồn lao động nó sẵn sàng ở bên ngoài kia nó rất là dồi dào. Đầu năm thì là mùa tuyển dụng, thì tự nhiên năm nay là nhà tuyển dụng là như gọi là đánh bắt bội thu đấy, quăng lưới ra một cái là đầy cá. Mọi năm thì nó không như vậy, nhưng cái năm nay là nó lại như thế. Thành ra là chúng ta là người mới, chúng ta là intern, chúng ta là fresher, thì làm sao mà chúng ta cạnh tranh được những cái người mà đã có kinh nghiệm bên ngoài kia. Thế nên là chúng ta sẽ bị khó tìm việc trong cái giai đoạn đầu năm này. Nhưng các bạn yên tâm là các bạn apply vào những cái vai trò intern, fresher nó vẫn còn rất là nhiều. Bởi vì sau một thời gian nữa thôi ấy, cái đầu năm này thì người ta sau cái đợt tuyển dụng rất là nhiều ấy, thì người ta sẽ lại lặng lặng đi. Và đến cái đợt lặng đi ấy, thì bắt đầu người ta sẽ lại tuyển intern, tuyển fresher quanh năm. Người ta không tuyển nhiều thôi, nhưng người ta sẽ tuyển quanh năm đấy các bạn. Đấy là mình nói hầu hết những cái doanh nghiệp lớn nhé. Tại sao? Bởi vì là khi tuyển doanh nghiệp mà tuyển nhân sự mà có kinh nghiệm rồi ấy, thì cái vấn đề ở đây đó là cái sự gắn bó nó không cao. Cái người ta đến với mình vì lý do gì thì người ta sẽ rời đi bằng lý do đó. Có một người khác offer, bên khác offer cao hơn thì người ta sẽ sẵn sàng người ta nhảy đi thôi. Còn nếu mà tuyển intern, tuyển fresher vào, sinh viên mới ra trường vào, những người mới học xong vào chưa có kinh nghiệm và nuôi người ta lớn, hay gọi cách khác là gọi là ươm mầm non đi, thì cái mức độ gắn kết nó sẽ cao rất là nhiều. Và theo mình thấy thì các bạn ấy có thể gắn bó từ 3 đến 5 năm nếu mà được ươm mầm non và môi trường tốt phù hợp ấy. Còn một cái người mà nhảy việc ấy, thì có thể vài tháng sau, nửa năm hay là một năm sau người ta cũng nhảy đi mất rồi. Thế nên là cái chiến lược nhân sự về dài hạn và về build ra những cái key member hay là xây dựng văn hóa của doanh nghiệp ấy, trong dài hơi ấy, thì nó làm cho doanh nghiệp là luôn luôn cần phải tuyển những cái người mới, intern, fresher. Đấy. Thế nên là các bạn hãy tập trung vào những cái job đấy. Đừng ham hố, nếu mà chúng ta chưa đi làm bao giờ thì đừng cố gắng lên những cái vai trò nó cao hơn làm gì. Đấy, chúng ta chưa đi làm bao giờ thì chúng ta không biết gì gọi là ngoài kỹ năng code, ngoài ngôn ngữ lập trình. Thì lúc đấy là chúng ta có thể tập trung vào những cái job là intern, hay là các bạn tự tin hơn một chút thì vào fresher các bạn nhé. Còn khi vào fresher thì bây giờ chúng ta lại phải nghĩ đến cái bài toán là cạnh tranh nhau, đúng không? Thì đầu tiên là theo cái cách CV như mình nói ở đầu video nhé. Còn tiếp theo nữa là cạnh tranh bằng kỹ năng. Thì mình cứ auto là các bạn phải có cái kỹ năng về code, về lập trình nó phải ok đã nhá. Thì bắt đầu là giờ xem nhau rồi thì bắt đầu chúng ta sẽ cạnh tranh bằng cái khác. Thì bắt đầu là chúng ta sẽ cạnh tranh bằng cái nhiệt huyết. Cái tuổi trẻ không có cái gì mà được đánh giá cao bằng cái sự nhiệt huyết, cái độ máu chiến, cái sự không ngại khó. Nhà tuyển dụng người ta có thể hỏi thử các bạn theo kiểu là bây giờ cái công việc về các bạn apply vào React chẳng hạn. Người ta hỏi là bây giờ cái công việc React bên anh là cũng khả năng sắp hết việc rồi, sau khi hết React thì anh đẩy em sang làm Angular nhé, hay là thậm chí em làm backend nhé, thì em thấy ok không? Thì cái người mà máu chiến ấy, hay người mà không máu chiến ấy, nó lộ luôn ở trên gương mặt, và nhà tuyển dụng nó rất là tinh, nó thấy ngay. Chỉ cần nhìn sắc mặt, cái cách trả lời thôi là sẽ biết ngay một người mà không sẵn sàng công việc đấy, còn một người sẵn sàng công việc đấy.
thì đương nhiên là cái người sẵn sàng lại chiếm ưu thế. Hoặc là khi phỏng vấn nhé, mọi thứ ok rồi thì bắt đầu người ta đặt một cái câu hỏi là em có câu hỏi nào cho phía công ty không, một người lắc đầu không, còn một người có một số câu hỏi, thì khả năng cái người đặt câu hỏi lại được ưu tiên cao hơn. Bởi vì sao? Rất đơn giản thôi, một cái người người ta định đến công ty để làm, nó là cái ngôi nhà thứ hai, thậm chí chúng ta còn ở công ty nhiều hơn cả ở nhà. Thế nên là cái nơi mà chúng ta đi làm, chúng ta thực sự coi trọng cái nơi đấy và quan tâm đến cái công việc đó, nghiêm túc về công việc đó, thì chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái bộ câu hỏi để chúng ta hỏi về cái môi trường làm việc, hay hỏi về những cái con người, cái văn hóa ở đấy. Đấy, thế nên là cái người mà có quan tâm và có những cái câu hỏi hay lại sẽ là lợi thế. Hoặc là người ta hỏi là em đã tìm hiểu về công ty chưa? Đấy, rất là nhiều bạn sẽ lắc đầu. Thế tự nhiên một ông bảo vâng em có tìm hiểu rồi, công ty của mình xuất thân là từ anh A anh B du học ở bên Nhật về, mình đang ví dụ thôi, tức là hiểu về công ty ấy. Đấy, rồi build lên cái công ty outsource chẳng hạn. Đấy, công ty của mình là chuyên đánh thị trường Nhật hoặc là chuyên đánh thị trường nói tiếng Anh. Đấy, và cái đặc thù của công ty mình là thường xây dựng ra những cái sản phẩm kiểu như này như này. Đấy, khách hàng mình phục vụ thường là người này người này. Tự nhiên là các bạn chỉ có thể hoàn toàn luôn. Đấy, thì ở đây là chốt là gì? Các bạn ngoài kỹ năng ấy, ngoài kỹ năng cứng là về cái phần code ấy, các bạn hãy phát triển thêm về kỹ năng mềm. Các bạn hãy phát triển thêm về những cái kỹ năng đặt mục tiêu cho bản thân. Các bạn hãy tìm hiểu kỹ về cái doanh nghiệp khi các bạn apply vào. Đấy, rồi các bạn hãy chuẩn bị những câu hỏi hay để hỏi doanh nghiệp, bởi vì hầu hết là người ta đều hỏi cái câu đó đấy các bạn nhá. Đó, rồi thì mình cứ gọi là tổng quan như vậy đấy, bởi vì cái video này mình cũng là ngẫu hứng thì gọi các bạn vào để chia sẻ cũng như là quay lại. Thế nên là mình cũng nói nó cũng có thể là bị lan man một chút đấy, nhưng rất là hy vọng các bạn hiểu ý mình. Rồi các bạn xây dựng cái profile, xây dựng những kỹ năng của bản thân, làm sao để tạo ra cái sự khác biệt khi mà chúng ta đi phỏng vấn. Đấy, thì chúng ta sẽ có nhiều cái cơ hội hơn để chúng ta có thể xin được việc. Rồi, xem nào. Đấy, tiếp theo này, đến cái phần bạn ấy chia sẻ là đang học thêm Java với mong muốn tạo sự khác biệt. Mình không biết là bạn ấy định tạo sự khác biệt như thế nào, nhưng nó thật là với cái vai trò intern bắt đầu đi làm ấy, thì nếu mà chúng ta apply vào vai trò làm frontend mà chúng ta biết thêm Java ấy, thì thật sự ở góc độ nhà tuyển dụng người ta không coi đấy là cái sự khác biệt đâu. Bởi vì nếu mà có hai người cùng apply vào làm frontend đấy, một người ta chỉ tập trung cày frontend và cái kỹ năng frontend người ta rất là tốt, sau đó là một người biết frontend, sau đó lại biết thêm một chút Java, thì rất có thể là biết thêm Java cũng không có giải quyết được cái gì đấy, trừ khi cái bạn này bạn ấy kỹ năng thật sự là rất là giỏi, rất là giỏi, nên là bạn ấy vừa học frontend vừa học Java mà bạn ấy vẫn giỏi hơn cái người mà chỉ học frontend, tập trung vào frontend thôi, thì có thể là bạn ấy sẽ tạo sự khác biệt được nếu mà học thêm Java. Nhưng theo mình nghĩ là nếu mà thật sự đã mạnh về frontend rồi thì khả năng là đã xin được việc rồi ấy. Nên là bạn thử review lại xem là vấn đề của mình là ở đâu, tại sao mà lại chưa xin được việc trong khi cái việc frontend người ta vẫn tuyển đầy ngoài kia. Đấy, thế nên là ở đây mình muốn nói là gì, tạo sự khác biệt ở đây nó là những cái giống mình vừa nãy chia sẻ ấy. Đó là ngoài cái kỹ năng cứng thì chúng ta có thêm những kỹ năng khác. Đấy, kỹ năng khác nhưng nó lại phải phục vụ cho cái công việc, phục vụ cho cái thực sự người ta cần, tuyển dụng người ta cần ấy. Đấy, chứ người ta tuyển frontend chưa chắc người ta đã cần Java đâu các bạn nhé, kiểu như vậy. Đấy, còn đúng, nếu mà bạn không tìm được việc ấy, thì lâu sẽ khá áp lực đấy, cơm áo gạo tiền đấy, lúc đấy là áp lực lắm. Thế nên là bạn cố gắng lên nữa nhé, và anh em khác sau này gặp cái tình trạng như này thì cũng tập trung cố gắng, đừng nản chí, được chưa ạ? Rồi, đó thì trên đây là tất cả những cái gì mà mình mà anh muốn chia sẻ với các bạn. Và rất hy vọng các bạn có thể đúc rút lại. Đấy, bạn nào mà chịu khó thì có thể take note lại thành những cái ý, sau đấy là chat lại cho mọi người, chia sẻ cho mọi người để anh em làm sao mà tập trung vào đó. Và những bạn nào ấy mà có apply phỏng vấn và pass được ấy, thì rất hy vọng các bạn có thể comment thêm ở bên dưới này để cho những anh em khác có thể có thêm niềm tin từ những cái chia sẻ thực tế của mình, giúp các bạn có thể làm sao mà yên tâm hơn và nỗ lực theo những cái kinh nghiệm mà mình có chia sẻ các bạn nhé. Rồi, cảm ơn các bạn nhé. Các bạn có câu hỏi gì thì có thể là chat rồi anh sẽ trả lời sau nhé. Rồi, ok. Rồi, cảm ơn mọi người. Xin chào mọi người.